Hôm nay mình sẽ review về phần luyện tập của phần mình Kitsup, về phần luyện tập não phải não trái của bé. Cái phần luyện tập này giúp cho con cân bằng hai bán cầu não phải não trái, giúp cho con phát triển toàn diện về tư duy và nhận thức. Trong đây có vô vàn, có rất nhiều trò chơi giúp cho con vừa chơi vừa học, vừa tiếp nhận kiến thức từ một cái app rất là đơn giản. Các mẹ có thể cài vào điện thoại đi đến bất kỳ nơi đâu, không cần sử dụng wifi hoặc là mạng thì các bé cũng có thể chơi và có thể học tập từ đây. Con có thể mở lên chơi bất kỳ lúc nào, trong vòng chỉ từ 15 phút mỗi ngày. Mọi người cho con chơi mỗi ngày đều đặn sẽ giúp cho con cân bằng bán cầu não phải não trái. Ở trong đây có rất nhiều hình ảnh và từ vựng để cho con học. Cái phần hình ảnh này có thể là ba mẹ không thể mua một lúc có rất nhiều hình ảnh như vậy để cho con học, vì quan trọng là phí rất là cao. Nếu mà mình mua hình ảnh này và mình chơi với cái app này thì hình ảnh thì là vô số. Các bé có thể vừa chơi vừa vận dụng để trả lời được những câu hỏi như thế này, thì con sẽ nhận dạng được vừa chữ số, vừa hình ảnh xung quanh và vừa là toán học ở trong đây. Con vừa chơi vừa tiếp nhận kiến thức một cách không hề hay biết, mà lúc chơi thì luôn luôn được cô giáo khen ngợi nè. Nếu con làm đúng và nếu mà con làm sai thì con cũng có thể làm lại từ đầu, vì đây là app được sử dụng từ nhân tạo trí tuệ AI, nên nếu mà con chơi trò chơi này có khó quá thì con chơi không được thì app sẽ tự động mở lại trò chơi dễ hơn để cho con trả lời câu hỏi tiếp theo, giúp cho con không chán nản trong lúc chơi. Ở bên đây thì mình đang review về trò chơi về bên não phải và não trái. Từng trò chơi sẽ có nhiều câu hỏi khác nhau giúp con nhận dạng hình học nè, chữ số nè. Nếu mà quan trọng một cách nữa là nếu mà bé 2 tuổi thì cho bé nhận dạng được màu sắc, để bé cơ bản là học được màu sắc thì các con sẽ biết được và học tiếp được tất cả các bài tiếp theo. Và tiếp theo đó là cái phần quan trọng mà ba mẹ hay quan tâm, đó chính là phần chữ viết, chữ số, là con đều được nhận từ app này. Con khi con chơi thuần thục thì con sẽ thuộc rất là nhanh chữ số và chữ viết, và cách viết và phân biệt trái phải để giúp cho con phân biệt tay trái tay phải nè, giúp cho con đi đúng chiều đúng hướng. Và khi con chơi thì con được vui vẻ, không có cáu gắt và không hề có quảng cáo trong đây nữa, nên cha mẹ luôn luôn yên tâm để cho con học cái kiến thức này nhé.